đánh ngược vào. Nếu chưa quăng á, đá quăng chỗ đấy chờ một lúc không là quăng. Tí nhờ ông cho mượn bến lúc. Cửa khẩu lúc bây giờ trẻ ngồi cửa khẩu nó gọi cửa khẩu rồi trẻ. Mà quăng đây thì cái kéo được bởi vì là ở ngoài này nó thành vạch lắm lắm đâu tôi ra. Không được, không kéo ở đâu. Nếu mà sành gạch thì lại đã chơi được. Nghèo quên nữa, không đem cái găng tay rồi. Này bao tiền cân không? Rô này. Rô này à? Bán 70 lúc thì 60. Kiểu nó linh tinh. Ít mà nheo đây để coi kẻ không nheo đấy để cho em ít đấy nhớ. Thả hư mà thả được thả vào ao thả ao mà kia thầy khiển nó nãy nó vừa ấy. Lội xuống sợ gì. Ui giời ơi. Úi náo sao rồi không? Nắm giò chưa? Nó ra đi ông. À, vào trong. Thả lâu lớn hết. Lâu lớn nhưng mà ao sâu, ao mình thả tệ mẽ vào to thì bắt thì cần đẹp. Ý là nheo thả nó bị ruộng vẫn hơn gì vậy? Kiểu có ruộng đấy. Đấy, mỗi phát làm cân này. Cái này thì nó đơn giản. Thiên thời địa lợi đúng các cụ đấy. Đấy, không, hết bia rồi đéo có lạc. Có nên uống bia đâu rồi. Ông giữ cái này cho nào ông ơi. Cái này không có, mệt lắm. Không có. Mỏi tay. Điểm nào nó phải... Đây đúng cái dòng nước chảy đó, nó... Đấy, cô nhèo. Nhèo chứ. Nhèo thế. Bao nhiêu này thấy chưa? Đây từ đáng tối có mình đây. Không, đi đây. Cả tháng nào nó ba cuốc như này thôi. Đâu. Lâu lâu mà nó lên ao hôm có gì đâu. Lâu lâu. Lâu lâu lên ao có hôm mà con cuốc kêu nó. Đấy. Lớn được mấy đâu mà. Lớn bé. Nó không lớn được. Con thua. Sao lắm lúc rồi kéo thôi.
Không kệ. Kháng sinh đây còn. Thả đâu thôi ông, không có để đấy nọ trên. Hả? Không có chỗ nào thả khác à? Có. Có chỗ buông một chỗ. Đâu? Làm hết rồi. Thằng tính nó về đây thì nó đem buông về buông bán lên làm rồi đâu được các bạn lên A phải tắt vét gì đúng không đó nó như thế khổ lắm nó có gì đâu buông làm óm cả lên. Ông nhiều ví dụ làm nhiều không? Chim trời cả nước ông nhỉ? Các lơi nó đổ về. Mai còn được nữa ông nhỉ? Không được đâu, chốc tối không được. Cái riêng thằng này là tối không được. Thế không có thời điểm đi à? Nó tối nên là lắm cá ma đấy. Cá ma nó vào thì không bao giờ cá rô phi với cá khác vào. Tối là cá ma đi. Kiểu như thế. Nó này. Cái cá ma chắc ban ngày. Rùa rùa làm gì? Đúng cái chỗ này buồn ngon quá. Cửa khẩu.